Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Kiến thức bổ ích của mình. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với tất cả các bạn về một cái nội dung mà tất cả các bạn hay hỏi mình, đó là ra nghề in lụa có khó hay là không? Nào, chúng ta cùng theo dõi cái bài chia sẻ này của mình nhé. Như chúng ta đã biết, hiện nay thời buổi phát triển vượt bậc mà nhưng mình lại học một cái nghề in lụa như vậy, e rằng nó có được trường tồn hay không, được tồn tại hay không. Mình xin thưa với tất cả các bạn là chắc chắn được tồn tại, được trường tồn, tức là được lâu dài, thậm chí là từ đời này sang cái đời khác nữa. Vì sao? Cho dù những cái công nghệ nó phát triển vượt bậc đến đâu đi nữa đi, nhưng cái ngành in lụa của chúng ta nó không hề mai một, bởi vì nhỏ lẻ chúng ta vẫn làm được. Nếu mà chúng ta lạm dụng máy móc quá, chắc chắn rằng nó không có phù hợp với những cái đơn hàng của chúng ta. Vì những cái đơn hàng nhiều khi chúng ta lãnh cái số lượng nó nhiều thì có thể máy móc làm, hay nói hơn nữa là in offset, hay là in ống đồng, in lít xô vân vân. Những cái công nghệ in đó bắt buộc cái số lượng nó phải nhiều, nếu ít là không thể nào in được. Vì sao? Vì phải làm băng kẽm nè, phải làm những trục ống đồng để chúng ta từ đó chúng ta mới mới in được. Mà nếu chúng ta in một số lượng rất là ít là in nhiều, in vẫn được đấy, mà những số tiền mắc quá khách hàng nó sẽ bỏ ngay, chúng ta sẽ bị rớt rớt đơn hàng. Do vậy cái in những công nghệ hiện đại chỉ in được số lượng nhiều, chứ thật sự in những cái số lượng ít đó, là chúng ta rất là khó khăn. Còn đối về cái công nghệ in lụa, tức là in lưới, cho dù một tấm thiệp hay là một cái bao bì khăn lạnh đi nữa đi, hay là một cái mặt thùng cắt tông vân vân, hay là một tấm kính thủy tinh, chúng ta vẫn in được. Vì chúng ta đây là cái nghề bỏ công làm lời mà, máy móc không hiện đại, chỉ bằng những cái hóa chất tác dụng với nhau thôi là chúng ta sẽ làm được ngay. Ở đây là mình nói về cái vốn đầu tư. Cái vốn đầu tư nó rất là thấp. Do vậy những bạn học xong rồi, học xong một cái khóa 3 tháng hay là cái khóa cấp tốc 1 tháng để chúng ta về nhà chúng ta mở tiệm, chắc chắn rằng cái túi tiền chúng ta vừa phải và chúng ta sẽ mở mở được ngay. Chứ mà để chúng ta mà học một cái nghề gì đó, hay là những cái nghề nó máy móc quá, thì cái vốn đầu tư cũng tùy theo người, cái túi tiền họ lại khác nhau. Chắc chắn là khi mà chúng ta học xong rồi chúng ta đi lại lại làm thuê nữa thì coi như nó cũng hoài công thôi. Ở đây mình học để gì? Để về nhà mình làm chủ bản thân cho mình, chứ là mình không phải đi làm thuê. Học về mình làm chủ, mình mở tiệm. Mình hứa 100% rằng thì những bạn các bạn đến với mình là đều hoàn toàn miễn phí hết về cái kiến thức, nếu không qua trường, nếu mà không qua trường lớp. Ở đây mình có thể hướng dẫn cho các bạn qua những cái bài giảng bằng cái video như thế này, chúng ta có thể nắm được. Và ở đây mình cũng dành những cái thời gian để chỉ tận tình cho tất cả các bạn để chúng ta làm được. Đó là một cái điều vui, vui cho bản bản thân mình. Còn các bạn đến trường thì chắc chắn rằng là học xong rồi được cấp giấy chứng nhận rồi vân vân, nhưng chúng ta phải gì, phải mất một cái khoản phí, đó là điều tất nhiên. Còn ở đây là tất cả đều là gì, phi hoàn toàn. Ở đây chúng ta không thể nói tiền bạc ở đây được, mà chúng ta nói là gì, bằng cái tình cảm, bằng cái tấm lòng. Khi mà một người cần học mà gặp một cái người yêu nghề để truyền tải những thông tin, để truyền tải những thông tin như thế này, đó là một điều quý báu. Một người cần truyền tải, một người cần học, thì hai cái này nó giao thoa tuyệt vời. Ở đây mình thật sự mình nói là khi mà mình truyền tải những cái kiến thức cho các bạn nắm, không khác nào là gì mình đang lại ôn kiến thức cho mình, cũng là một cái niềm vui. Khi mà chúng ta áp dụng những cái hóa chất hay là sử dụng những cái mà
quy trình dạy của mình á, cái gì chúng ta không nắm được, làm không được, chúng ta cứ nhắn tin vào. Ở đây bên mình sẵn sàng sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn đều phí hết, để các bạn đều làm được. Đó là một cái điều niềm vui của mình đấy. Từ đó mình mới thành lập ra cái kênh kiến thức bổ ích. Những cái gì mình đưa lên thì chắc chắn rằng nó sẽ đều bổ ích và để lại cho mai sau. Để các bạn cứ an tâm mà chúng ta sử dụng những cái hóa chất, sử dụng những cái kiến thức mình đưa ra. Ở đây điều hoàn toàn mình không nói về tiền bạc ở đây. Mình chủ yếu của điều mình tâm nguyện nhất là gì? Các bạn đều làm được là điều mình vui nhất. Tóm lại vấn đề á, khi mình học cái nghề in, gọi là in lưới in lụa, chắc chắn đến với mình 100%, chắc chắn là 100% các bạn sẽ làm được nếu các bạn yêu nghề. Từ những mà kiến thức nhỏ nhất cho đến những kiến thức lớn nhất trong cái ngành in, mình đều có thể hỗ trợ cho tất cả các bạn được hết, để các bạn sẽ có một cái nghề vững chắc, có thể là mình lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, hay là mình lập nghiệp ở địa phương nhà của mình. Cũng đôi khi các bạn rất là e ngại là mình mở tiệm ra rồi mình ăn nói như thế nào, nói làm sao để khách hàng thuyết phục. Các bạn cứ an tâm đến với mình, trò chuyện với mình, nhắn tin cho mình sẽ có những cái bài để cho tất cả các bạn nắm được, để chúng ta tự tin tư vấn khách hàng. Và khách hàng lúc này á sẽ an tâm hơn về kiến thức của mình, mặc dù chúng ta mới vừa ra nghề hôm qua, hôm nay mở tiệm rất là rụt rè sợ. Ngày xưa mình cũng như thế. Khi mà mình học xong rồi mình để mở ra một cái cơ sở, đầu tiên mình mở một cái tiệm rất là nhỏ, là gọi là cơ sở in, mình rất là ngại lắm. Ngại khách hàng tới là mình lo, không biết trời, không biết nói cái gì đây. Ngày hôm nay có mình, các bạn cứ tự tin học xong được, hay là nắm bắt được những tất cả những cái video của mình, các bạn sẽ áp dụng để các bạn mở tiệm ra. Ở đây mình sẽ là miễn phí tất cả những kiến thức và in trên mỗi chất liệu. Các bạn cứ bình luận bên dưới những cái gì đó các bạn cần và hỏi những cái gì đó, thì chắc chắn rằng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Có một số bạn kêu mình, tại sao không để số điện thoại để em liên lạc, để anh liên lạc, để chị liên lạc. Các bạn cũng thông cảm cho mình. Ở đây mình dạy miễn phí mà để số điện thoại vô. Có một số người, các bạn biết không, người ta dạy người ta lấy tiền á, là người ta sẽ gì? Không hài lòng cho lắm. Có thể người ta điện, người ta nói nặng, nói nhẹ mình đã bị rồi. Có thể người ta nói rằng, đây là cái nồi cơm của tôi, mà anh á, dạy miễn phí như thế thì còn gì mà để cho tôi dạy nữa. Thì vấn đề đó các bạn thông cảm cho mình nha. Thành ra không có để số điện thoại trên đây là như thế. Có số bạn nói, anh ơi, comment ở dưới đó, anh ơi cho em số điện thoại để em mua hàng. Đấy, tốt, cái điều đó rất là tốt, tuyệt vời, very good, tuyệt vời. Nhưng có một số thành phần xấu, người ta cạnh tranh với nhau. Ở đây mở tiệm ra, mở cơ sở ra để đào tạo học viên, đào tạo nghề, mà anh lên trên mạng, anh dạy không miễn phí. Thì cái sự đối lập của người ta, phá nồi cơm của người ta. Người ta nghĩ như vậy, mà như người ta không nghĩ đây là một cái công việc mình thích làm như vậy. Mình thích là thường xuyên tiếp xúc với tất cả các bạn. Vì sao? Vì suốt một quá trình thời gian mình đứng trên bục giảng lâu rồi, 20 năm trời trên bục giảng rồi. Do vậy khi các bạn đến trường thì các bạn đóng tiền, mình vẫn dạy cho các bạn tại bên trường, trung tâm dạy nghề. Còn các bạn học ở đây thì chẳng phải đóng tiền gì cả. Chính vì điều này là mình không để số điện thoại như vậy. Mong tất cả các bạn thông cảm cho mình. Các bạn chỉ comment bên dưới, hoặc là các bạn để số điện thoại, mình có thể là gọi lại cho tất cả các bạn. Đó là như thế nha. Thì chung quy lại cái vấn đề ra nghề in lụa hay là in lưới, có thể em làm được hay không, anh làm được hay không, hay là cô chú anh chị làm được hay không. Mình hứa tất cả các bạn một câu vinh dự, làm được. Nếu đến với mình chắc chắn sẽ làm được, nếu bạn đã tâm huyết với cái công việc này.
một cái công việc mà các bạn thấy là đầu tư rất là ít, vốn chẳng là bao, chưa được 1 triệu. Hứa với các bạn là cái vốn đầu tư mình ban đầu là chưa được 1 triệu, các bạn sẽ có một cái nghề rồi. Đầu tư là gì? Tức là mua những cái vật tư đó, vật tư để chúng ta về nhà chúng ta in, chỉ có hóa chất thôi. Rồi những cái bàn in hay là thùng chụp phim gì đó vân vân, thì cái đó có thể ở nhà chúng ta tạo được. Nếu các bạn tạo không được, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra một cái dụng cụ để chúng ta đỡ tốn 1 triệu mấy, 2 triệu mấy. Nếu mà chúng ta mua cái một cái bàn chụp phim á, thì rất là mắc, mà nó cồng kềnh nữa, từ 1 triệu 7 đến 2 triệu mấy, tùy theo cái kết cấu của nó, tùy theo số lượng ánh sáng của nó, tức là số lượng bóng đèn đó các bạn. Còn cái bàn in cũng vậy, cũng là từ 1 triệu, 2 triệu 3 gì cũng vân, nói chung là đủ loại. Nhưng ở nhà mình hướng dẫn cho các bạn, ở nhà có thể chúng ta tự làm được, các bạn cái an tâm ha. Các bạn phải không, những cái thời gian trước là mình đam mê cái nghề này lắm, thấy những ông những chú hàng xóm mình in, mình chẳng hiểu tại vì sao mà tấm lụa như vậy in lại ra có chữ, kéo một cái, quét một cái thì nó lại ra một tấm thiệp, lại ra một cái bao bì khăn lạnh, rất là tuyệt vời. Chính vì điều này thì mình mới là đi học, mà cũng may mắn là gặp được những ông thầy, dùng từ những thì không đúng cho lắm, may mắn mình gặp được thầy tận tâm cho mình dạy, tận tâm. Đấy, chính vì cái điều đó thì hôm nay mình cũng là tận tâm như thế hướng dẫn cho tất cả các bạn. Tại vì những thời gian đó mình học cũng là học thí công mà thôi, chẳng tốn một cái đồng xu nào cả. Do vậy anh em, hôm nay mình cũng muốn cái truyền lại những cái kiến thức này để mai sau, ví dụ là mình không có dịp để trao đổi như thế này thì các bạn cũng còn lưu lại những cái bài học hay, những bài học quý giá về trong cái ngành in. Thật sự đây là mình không phải là một cái người thầy hay gì để mình dạy trong cái môn này, mà chẳng qua đó là gì, cái sự truyền lại, mình may mắn mình hưởng được cái cơ hội trước mấy hưởng được cái cơ hội trước các bạn thì hôm nay mình truyền lại mà thôi. Còn giáo viên chỉ là một cái người dạy giáo viên phổ thông, còn cái này là mình chỉ được là truyền lại, may mắn được đi trước thì truyền lại cho người đi sau, để cho chúng ta nắm được, để chúng ta có một cái nghề để mưu sinh kiếm sống, một cái nghề rất là đơn giản mà nó thu được cái lợi nhuận cao đó các bạn, lợi nhuận rất là cao. Ví dụ như là một cái tấm thiệp cưới á, mình mua là một đi, mình mua 1 đồng đi, mình bán phải mình nhân số lượng là 3, 1 x 3 tức là 3, 1 đồng mình bán 3 đồng. Cũng tùy theo cái địa bàn, tùy theo cái địa phương chúng ta mà chúng ta nhân 3 hay là nhân 3.5 gì đó, tùy theo chúng ta nhân cái đồng lời chúng ta lên. Là cách tính, là cách tính như thế. Hay là in túi ni lông cũng vậy, in tất cả sản phẩm là thế. Chứ không khi nào mà chúng ta mua ra cái tấm thiệp 1 đồng mà chúng ta lấy 2 đồng, cho đó là không có rồi. Một là phải nhân 3, ít khi nào ai nhân cho 2 lắm. Đấy, tức là cái đồng lời, thấy cũng là tốt đấy. Mà ở đây là chúng ta phải gì? Dùng sức lao động chúng ta, dùng cái sự sáng tạo. Các bạn là muốn được sự sáng tạo tốt, chúng ta sẽ vô cái nghề này tuyệt vời. Tức là tự bàn tay mình ta làm ra thôi, chẳng cần máy móc gì cả. Máy móc ở đây là gì? Được một cái máy in. Máy in đây là mình chỉ cần được một cái máy in laser đó thôi. Máy in laser có mắc hay không? Rất là rẻ. Chúng ta mua một cái máy in cũ là chúng ta sẽ làm được ra một tấm phim này. Cũng có một số bạn là nói bây giờ em rất là đam mê cái nghề in ấn này mà em không biết thiết kế. Rồi làm sao làm được? Đơn giản, không có gì khó. Nếu mà chúng ta đi ra qua bên trường trung tâm dạy nghề thì phải học một khóa thiết kế đồ họa, thì khóa thiết kế đồ họa này phải mất từ 4 triệu đến 6 triệu sẽ được xong một khóa thiết kế đồ họa. Nhưng thật sự đến với mình có những cái công thức, có những cái bài dạy rất là đơn giản. Nếu chúng ta lúc này đã biết sử dụng máy vi tính rồi
mình chỉ hướng dẫn cho tất cả các bạn khoảng 5 buổi thôi, hay là tiếp cận đến 5 cái video thôi là chúng ta sẽ làm được ra một tấm thiệp cưới trên cái phần mềm của máy tính. Tại sao hay vậy? Bởi vì ở đây mình sẽ cung cấp cho tất cả các bạn là những cái gì? Cái form có sẵn, những cái mẫu có sẵn, hay nói hơn đó là những cái file á, cái file có sẵn, chúng ta chỉ là gì thay tên đổi họ mà thôi. Thí dụ tấm thiệp đó là gọi là tấm thiệp mẫu A đi, thì ở đây mình có một cái file mẫu A để ăn khớp với tấm thiệp mẫu A, và chúng ta chỉ thay tên đổi họ thôi. Nguyễn Văn E, mẫu E thì giờ thành thành Nguyễn Văn B gì đó. Cái việc thay tên đổi họ thì rất là đơn giản, nó như thế thôi, là chúng ta sẽ xuất phim được, ra được một cái tấm vải lụa này, hoặc là chỉ cần một cái mẫu thôi, có thể chúng ta làm được tất cả các loại thiệp hay là tất cả các loại gì đó trên giấy. Ở đây mình đang nói về cái sản phẩm in trên giấy hay là sản phẩm in trên bao bì, hoặc là tất cả các loại sản phẩm chúng ta in. Không cần phải mà học một cái khóa thiết kế ghê gớm cho lắm đâu, đơn giản và mau lẹ là chúng ta sẽ làm ra được một cái mẫu thiết kế mà thôi. Ở đây á, khi mà các bạn học trên cái phần mềm Corel á, trên cơ sở á, tại sao mình nó chỉ 5 buổi mà các bạn đi học ở trường á, từ 3 tháng đến 6 tháng chúng ta mới ra trường. Tại sao như vậy? Ở đây mình dạy trên cơ sở, tức là những gì mình cần chứ không có chỉ tràn lan. Cần là gì? Tức là áp dụng thực tế trên cái nội dung của chúng ta. Thí dụ như chúng ta thiết kế ra một cái cặp sách đi, danh thiếp á, thì đây mình đưa cho các bạn cái mẫu và chỉ cho mỗi chúng ta biết đo. Cái điều quan trọng trong cái phần Corel này, chúng ta phải biết đo. Chúng ta đo được kích thước thực tế áp dụng trên máy thì chúng ta xuất phim ra ngay thôi. Cái điều quan trọng là gì? Mình phải biết đánh chữ nha, đó là điều mình phải biết nha. Nếu chúng ta không biết đánh chữ thì chúng ta phải mất cũng nhiều buổi nữa. Thì đánh chữ thì hầu như là bây giờ trên những cái điện thoại chúng ta đều cái bàn phím y rang cái bàn phím của máy tính, chắc chắn chúng ta biết đánh chữ rồi. Bỏ dấu thì đơn giản thôi, thì bỏ ra một buổi nữa để chúng ta nắm được cái cách đánh chữ. Đó là mình nói gì, những bạn chưa tiếp cận ở máy vi tính. Còn những bạn đã rành được máy vi tính rồi, biết Excel nè, biết Word nè, thì chắc chắn chúng ta qua cái phần mềm Corel hay là phần mềm AI, chúng ta làm một điều rất là nhanh chóng. Ở đây mình sẽ tặng miễn phí cho tất cả các bạn những cái file áp dụng trong cái phần mà in ấn. Ở đây mình có đầy đủ tất cả các file. Mình nói đầy đủ ở đây không phải là cái gì cũng có, nhưng có thể phục vụ được trong cái vấn đề mà khi các bạn mở tiệm. Cái điều mở tiệm ra khó nhất là gì? Là cái file, cái nội dung để chúng ta thiết kế phải phong phú. Nếu chúng ta không phong phú khi người ta mở lên, khi khách hàng chọn mà, nhất là hay là cái quan trọng nhất, ví dụ chúng ta thiết kế ra một cái cặp vi sách, có thể là người ta ngồi kế một bên để chúng ta xem, để người ta duyệt mẫu mà chúng ta không có cái phong phú cái mẫu, hay là không có phong phú phông chữ thì người ta cũng hơi nản đấy. Hay là chúng ta mở ra một cái cơ sở in mà chúng ta chuyên về in tiệc cưới vậy đó, thì cái điều quan trọng là gì? Chúng ta có nhiều cái quyển catalog. Nhiều ở đây là bao nhiêu? Ở đây mình cũng khuyên tất cả các bạn thì không thể mình nói số được nhiều được. Nhiều ở đây cũng khoảng từng 3 quyển là được rồi. 3 quyển thì chúng ta có thể là ra một cái tiệm được rồi. Khi mà chúng ta đến một cái nhà sản xuất ra những cái phôi á, cái phôi thiệp, tức là cái những cái tấm này nó không có chữ gì cả, gọi là phôi phôi thiệp, thì ở đó người ta có thể là cung cấp cho chúng ta những quyển catalog. Có chỗ nó tử tế cho mình á, là người ta sẽ cung cấp không, mà có chỗ không tử tế cho mình á, là người ta bán đấy. Như vậy á, những chỗ nào tử tế, những chỗ nào cung cấp để người ta bán, thì các bạn có cần á thì các bạn cứ comment ở phía dưới, mình sẽ chỉ cho. Nếu mà chúng ta mở ra một cái tiệm có chỗ thì người ta cung cấp miễn phí cho tất cả các bạn, nhưng miễn phí chỉ một lần thôi nha, lần sau các bạn phải mua đấy.
ở mỗi khoảng 3 tháng á, là những nhà sản xuất người ta đều ra những cái quyển catalog mới để cho nó phong phú, rất là đa dạng. Bây giờ thiệp cứ rất là đa dạng, hay là những cái mà mẫu của cà phê xích rất là đa dạng. Ở đây mình có thể là cung cấp cho tất cả các bạn miễn phí những cái file giá trị nhất, là những cái file mà để chúng ta thiết kế là cái điều giá trị nhất. Chứ ở đây trong cái thời buổi công nghệ hiện đại 4.0 rồi, hay là người ta đang nói ở cái giai đoạn mà dạng cái kiểu mà công nghiệp. Công nghiệp là gì? Tức là làm phải có số lượng nhiều, nhanh lẹ mau gọn, tức là công nghiệp. Thì khi mà chúng ta đưa ra một cái mẫu, thí dụ là thiết kế ra một cái tấm cà phê xích nói về dịch vụ du lịch đi, ví dụ đi, có những cái file làm dịch vụ du lịch rõ ràng, chúng ta chỉ gì thay tên đổi họ mà nhanh, chứ hơi đầu ngồi thiết kế ý tưởng ra lâu lắm. Nếu những khách hàng khó thì có thể chúng ta thay đổi cái bố cục chút đỉnh, còn nền á, thì bao la rất là nhiều, tất cả hoàn toàn miễn phí cho tất cả các bạn hết. Thì mình nói đến đây các bạn mới nói rằng ở như vậy cung cấp bằng cách nào, miễn phí làm sao, vân 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 vân, mình không biết sao nhận được. Thì các bạn cứ comment bên dưới để lại số số điện thoại, hoặc là để lại những cái email, và đây mình sẽ gửi vào những cái file trong email cho các bạn. Rất là đơn giản, thời buổi này rất là đơn giản. Còn những cái người nào mà tử tế hơn nữa thì ở đây mình có những cái đĩa, các bạn lấy những cái đĩa, mà những thời buổi này ít ai sử dụng đĩa lắm, sử dụng bằng cái USB, chúng ta có thể chúng ta lưu lại. Còn ở đây có số bạn, ví dụ người ta rành những cái công nghệ những cái công nghệ thông tin thì có thể ta lưu trên đấy, ở đâu đám mây để ta lưu được cái, nếu mà các bạn hay hơn nữa thì chúng ta lưu trên những cái đám mây, thì lúc này nó không có mất đi, cần lôi về mà chúng ta làm. Mình cũng biết chắc chắn 100% khi mà chia sẻ ra cái bài này thì có một số người người ta cũng không được vui cho lắm. Vì sao các bạn biết không? Không được vui vì có thể là có một số chỗ, gọi là một số nơi người ta dạy, người ta lấy tiền. Mình chia sẻ cái này thì có một số người người ta bị giảm bớt đi cái phần đó, có thể người ta không thiện cảm với mình cho lắm. Chính vì điều này á, mình cũng không để số điện thoại là như thế. Quay lại cái vấn đề mở ra một cái cơ sở in, hay là để học được cái ngành in khó hay là dễ, nói thẳng với các bạn rất là dễ. Nếu các bạn đến với mình dễ, không có gì khó cả. Từ cái công đoạn in, từ công đoạn chụp bản, từ công đoạn pha, vân vân, cho đến cái công đoạn thiết kế luôn, dễ, không gì khó. Mới đây á, là cái không xa khoảng tuần trước á, có một chị ở Phú Yên á gửi cho mình một cái file để in danh thiếp, in cà phê xích á. Mình kêu là gửi cái Corel cho mình, Corel phiên bản 13. Thật sự ngay cái lúc này á, cái phiên bản Corel rất là cao rồi, 16, 17, 18 vân vân thì nó cao lắm. Tại sao mình phải dùng phiên bản 13? Vì các bạn nên nhớ rằng á, phiên bản 13 của Corel á, tức là X3 đó, X là 13 là số 3, tức là 13 đó. Phiên bản X3 đó rất là tuyệt vời. Thứ nhất, không lỗi. Thứ hai, khi chúng ta xuất phim á, tấm phim chúng ta rất là đậm. Thứ ba, khi chúng ta in màu, màu rất là trung thực. Các bạn nhớ cho mình cái vấn đề đó nha. Chính vì ba cái vấn đề này á, là mình mới giữ để lại cái Corel 13. Chứ thực sự phiên bản bây giờ nó rất là nhiều. Các bạn thử đi, thử sử dụng cái phiên bản Corel 13 này, các bạn sẽ thấy cái điều độc nhất của nó là gì? In ra đúng màu sắc. Khi mà chúng ta chọn thanh công cụ màu phía bên tay phải của màn hình, màu đỏ ra màu đỏ ha, màu hồng ra màu hồng, màu cam sẽ ra màu cam, không bao giờ lai. Có một số bạn á, dùng phiên bản cao hơn 15, 16, 17 gì đó, in ra thấy màu sắc nó tươi, nó sáng hơn. Nhưng thật sự chúng ta so với cái màu sắc
nó sáng quá, nó không đúng cái tông màu. Ví dụ cái màu xanh dương nó sáng quá đi, không phải là màu xanh dương nữa. Còn ở đây á, sử dụng cái Corel 13 đó, rất là chuẩn. Mà khi mà chúng ta xuất ra một cái tấm phim, đã nói là in lụa in lưới, tấm phim cần phải nét, nét đây là gì? Chữ rõ ràng và cái nét chữ nó phải đen, từng con chữ nó phải đen, nếu không đen là chúng ta chụp không được. Đó là một cái điều quan trọng của thằng Corel X3 đó các bạn. Lỡ nói đến đây rồi á, thì mình sẽ nói luôn về cái máy in. Các bạn nên sử dụng để xuất phim cho mình á, không cần phải mua máy in mới đâu. Chúng ta mới ra nghề mà máy in mới thì nó cũng mấy triệu, 3 triệu mấy, 4 triệu vân vân, tùy theo cái phiên bản của nó. Ở đây các bạn mua cái máy in đơn giản thôi, pin laser, tức là máy in văn phòng đã qua sử dụng vẫn được. Nhưng các bạn phải nhớ một điều, đó là cái gì? Nhưng các bạn phải nhớ một điều cho mình, đó là máy in hiệu Canon. Các bạn nhớ nha, khi xuất phim sử dụng máy in hiệu Canon là điều tuyệt vời nhất. Mình khuyên bạn, mình khuyên các bạn như thế, đừng sử dụng những cái thương hiệu khác. Các bạn biết sao? Những thương hiệu khác đó, nó kén giấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai, ra không bao giờ đen. Nó chỉ thích hợp cho là giấy A4 này thôi. Giấy A4 thì nó có những cái tên, dù giấy 7 bằng, giấy Tân Mai, nhưng thích hợp cho những cái tờ giấy thôi. Hay nói chung là tờ giấy photo đó các bạn. Còn chúng ta sử dụng cái máy in Canon á, là sử dụng giấy scan như chúng ta, hay nói hơn là giấy 4M, nó rất là tuyệt vời. In nó ra đẹp, in ra được đen. Như vậy là đen hay không, không phải là máy cũ hay là máy mới, đó là gì? Cái râm mực, tức là cái ống mực đó các bạn. Ống mực, khi mà chúng ta bơm mực đó, chúng ta sẽ nhắc những người thợ bơm mực và chỉnh cái râm á của mình á, cho nó ăn mực một chút xíu. Các bạn nhớ nha, ăn mực chút xíu. Thà nó ăn mực, nó hao mực, mực thải nó nhiều, kệ, nó không cần thiết. Mà nhưng bù lại đó là gì? Tấm phim mình được đen, chụp bản nó tuyệt vời. Nếu mà tấm phim không đen, khi chụp bản mà chúng ta nó bị mất nét đi một chữ đi, nguyên nhân E đi, nó mất cái chữ E đi, hay mất một cái dấu ngã đi, chữ Nguyễn đi, chúng ta phải tẩy xóa, ta phải làm lại thôi, thì chúng ta là sẽ mất công, quá trời là mất công. Do vậy các bạn sẽ tạo cho mình một cái máy in đúng cái hiệu mình vừa nói. Và khi mà chúng ta có được cái máy in đó rồi, chúng ta để dành riêng để mình xuất phim thôi, đừng làm gì cả, để in ra những giấy ủng lắm. Tại vì mực á, mình đã bơm mực tốt nè, và đã chỉnh cái râm mực cho nó ăn mực, mà chúng ta in giấy thì chắc chắn nó hao mực của chúng ta. Ở đây mình để dành xuất phim, đặc dụng xuất phim thôi. Nếu các bạn làm không tốt cái điều này á, là chúng ta chụp bản rất là khó khăn, thật sự là khó khăn lắm. Và một điều nữa là gì? Không tốt điều này phải dùng cái một cái chai hỗ trợ, là chai xịt đen, xịt cho nó đen tấm phim. Ngày xưa không có chai này, người ta dùng cái dầu hỏa, dùng dầu lửa đấy các bạn, để chúng ta thoa cái mặt sau của nó, mặt sau của nó, để chúng ta mới chụp được. Các bạn nên nhớ những gì mình chia sẻ ở đây, là cái bài hôm nay là mình chia sẻ một cái nội dung rất là tận tâm, nhiệt tình, để tất cả chúng ta đều nắm được khi mà chúng ta quyết định mở ra một cái tiệm, mở ra một cái cơ sở hay một cái công ty gì đó in á, chuyên về in á, khó hay là dễ, hoặc là đi học có được hay không. Bây giờ không muốn tốn tiền, học online có được không, học qua những cái video của mình có được hay không, hoàn toàn được. Nếu các bạn cố gắng, các bạn yêu nghề, chắc chắn mình hứa các bạn sẽ hoàn toàn được 100%. Tất cả đều là miễn phí hết. À, mình nói từ miễn phí này cũng lần thứ năm rồi các bạn nhé. Vì sao? Để cho các bạn an tâm. Nhiều khi á, khi mà chúng ta ví dụ là đi đến một cửa hàng nào đó, hay là chúng ta học ở đó cái một nơi nào đó, chúng ta muốn hỏi chúng ta cũng không dám hỏi nữa. Học xong rồi, mặc dù chúng ta bỏ đồng tiền để chúng ta học, đôi khi chúng ta ngại hỏi nhiều quá, sợ các bạn kia người ta cười mình.
tại sao cùng khóa này kia mình hỏi nhiều quá, tại mình không biết mình phải hỏi đó, điều bắt buộc. Còn ở đây thì các bạn cứ thoải mái vô tư bình luận ở dưới, hỏi những gì mình cần, ở đây mình sẵn sàng giải đáp cho tất cả các bạn, để các bạn có một cái công việc làm tốt và bỏ ra một cái vốn rất là nhỏ. Tại vì mình gọi gì, buổi ban đầu mình khởi nghiệp mà, mình phải làm cho nó tốt mới được. Chúng ta không phải bỏ cái đồng tiền lớn hay là một cái đồng tiền nó quá lớn đi nữa. Thì khi mình mới ra trường, mới đi học hay là mới tích góp được ở đâu không? Tức là mà bán một cái gì đó hay làm được một cái gì đó hay được ai cho một số tiền gì đó, ta mới tích góp được. Mà chúng ta đầu tư nó không đúng thì cũng không xong, học không được. Mình thật sự hy vọng rằng các bạn sẽ nắm được cái video này để chúng ta an tâm, chúng ta tự tin mà chúng ta mở ra một cái cơ sở hay là một cái công ty. Ở đây đối với cái ngành nghề này, đối theo mình từ hồi các bạn hồi năm nào biết không? Hồi năm 93 tới giờ. Tức là đến ngay thời điểm này bao nhiêu năm rồi? 93, tại mình đam mê. Năm 93 mình cũng còn nhỏ xíu à, không có nhiêu tuổi nữa, tại mình đam mê. Đam mê mình thấy mình học. Đấy. Mình học á, ra được á, mình mừng lắm, rất là mừng. Và mình phải nói là ngàn lời cảm ơn ông thầy dạy cho của mình. Ngày xưa ông dạy mình là gì? Tận tình chỉ tay, tận tình chỉ bảo, vân vân. Mà cũng không lấy một đồng xu nào cả. Thì ngày hôm nay các bạn gặp mình cũng như thế. Nếu đến trường thì nó khác. Tại vì đến trường mình cũng là một người làm thuê thôi, làm thuê bên trường. Đó, đó là như thế. Tóm lại vấn đề, tất cả các bạn khi mà có một cái ý tưởng mà để lập nghiệp á, thì các bạn cứ tự tin và an tâm để mở ra một cái cơ sở, một cái công ty, một cái tiệm nhỏ nhỏ gì đó. Mình sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Các bạn cứ bình luận, comment bên dưới. Đây. Thì bù lại cái vấn đề đó là gì? Như vậy mình dạy không mình được cái gì? À vậy chứ. Có nhiều bạn đặt câu hỏi ha. Ủa cái bạn này sao tốt vậy? Tại sao mà lại dạy không? Không lấy đồng nào. Bù lại vào đó các bạn mua những cái hóa chất của mình. Tại vì bên mình là nơi cung cấp hóa chất ngành in mà. Đó mình bù lại nhiêu đó thôi. Nhưng thật sự rất là nhiều nơi người ta bán hóa chất, chứ ta không chỉ các bạn đâu. Đó là nghề gì? Bí truyền. Tức là người ta biết rồi, người ta không có chỉ dòng họ người ta thôi. Thích thì lại đến mua, không thích thì thôi. Chứ ta không về chỉ. Thậm chí mình mua sản phẩm, mua hóa chất á, về nhà mình sử dụng, không biết sử dụng hỏi. Có thể người ta lớn tiếng như mình thì hỏi hoài người ta bực bội. Đối với mình thì không có, các bạn cứ comment dưới mình sẽ sẵn sàng giải đáp hết. Ở đây cũng vậy, một số bạn mua hàng về em gọi điện, nhiều bạn gọi điện nói em rất là ngại khi gọi điện, không không biết anh có tận tình chỉ hay không. Có nhiều người người ta mua hàng người ta rào trước một câu là khi mua hàng làm ơn nhớ chỉ giùm nghe. Không gì phải làm ơn đâu, mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn để các bạn làm được. Chứ không phải là bỏ cái đồng tiền ra rồi về nhà mạnh ai nấy làm. Nếu các bạn biết không hỏi thì tự tự các bạn làm. Còn các bạn không biết các bạn cứ hỏi. Thì ở đây mình sẽ là gì? Sẵn sàng hỗ trợ về cái kiến thức. Lúc lúc nào cũng thế. Bất cứ ai mình đều sẵn sàng hỗ trợ kiến thức. Nếu trong một ngày mình có thể là mình giải đáp hết, không hết được những câu hỏi thì qua những ngày sau và ngày sau. Trước sau gì? Trước sau gì? Tất cả các bạn đều được giải đáp hết. Các bạn cứ an tâm ha. Hãy an tâm mà mở ra một cái cơ sở. Mình cũng hy vọng rằng một cái video nó cũng không dài lắm mà cũng không ngắn lắm, cung cấp được cho tất cả các bạn những cái kiến thức như thế, những cái lời động viên như thế. Các bạn sẽ được một cái nghề để chúng ta lập nghiệp mưu sinh, bỏ ra một cái đồng vốn rất là nhỏ mà chúng ta có một cái nghề không hề tốn phí. Thôi đến đây mình cũng xin phép được tạm dừng. Chúc tất cả các bạn thành công và tự bằng tay mình tạo ra một cái sản phẩm đẹp các bạn nhé. Bye bye.